sáng 17 tháng 5, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác nhận Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca bệnh COVID-19 tử vong trong đợt dịch này. Đó là bệnh nhân nam 34 tuổi, bệnh nhân 3055 mắc COVID-19, tử vong do các bệnh lý nền. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 24 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, viêm mạng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất. Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên. Bệnh nhân tử vong vào tối 16 tháng 5 với chẩn đoán tử vong trên nền bệnh viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do virus SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam. Như vậy, sau hơn 9 tháng không có bệnh nhân COVID-19 tử vong, từ ngày 4 tháng 9 năm 2020 tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca tử vong do mắc COVID-19 trong đợt dịch này.